nghĩa phần mềm thứ hai chính là phần mềm chúng ta chỉnh dựa vào camera hay gọi là máy quay hay máy chụp hình. Bạn chọn hình và chúng ta vào filter, bạn vào Magic và chọn Photolog. Một cửa sổ hiện ra cho ông ta hiển thị và xử lý tấm hình. Bạn thấy rằng giao diện tương đối đơn giản. Như các bạn muốn kích hoạt tool, các bạn cho trỏ chuột vào ốc này. Vào ốc này, đối tượng sẽ hiện ra những dấu hiệu chỉnh. Ở bài này, tôi chỉ mang tính chất giới thiệu sơ qua. Đầu tiên, các bạn có thể đổi nhanh các tông màu. Hỗ trợ sẵn. Chọn mà thôi. Rất nhanh phải các bạn. Còn nếu không muốn, chúng ta có thể chọn đối tượng khác. Ở đây hỗ trợ khá nhiều góc màu. Nếu chúng ta muốn về đối tượng đầu tiên, các bạn chọn Clean Star. Ngoài ra còn hỗ trợ khá nhiều các đối tượng khác nữa. Chúng ta chọn và đối tượng chúng ta blend màu ngay lập tức. Tôi về Basic và chọn đối tượng Clean Star về ban đầu luôn. Ngoài ra bên này chúng ta có một vài đối tượng khác để chỉnh màu sắc. Ví dụ độ phơi sáng, tôi sẽ kéo đối tượng này hạ vào Subject. Đó. Các bạn tăng cường độ lên. Thì đối tượng chúng ta sẽ sáng hơn. Các bạn thấy rằng quầng đèn chưa thật sự hợp lý. Tôi có thể dùng đối tượng khác để chỉnh. Các bạn trò trò chuột vào đây. Và chúng ta kéo ra. Rất nhiều các thông số ở đây. Về ống kính, về camera. Hay là những đối tượng gradient màu. Ví dụ tôi chọn phần Spot Exposure. Và tôi hạ vị trí này. Object. Tôi thu nhỏ lại. Nó kéo đúng vị trí này. Tiếp tục thu nhỏ. Và kéo đều vị trí này xuống. Phóng lớn lên. Đây là phần mềm khá hay. Và ứng dụng được rất nhiều. Bây giờ tôi tăng cường độ lên. Bạn thấy nó sáng lên không ạ? Và kéo đối tượng lớn lên. À, ví dụ như vậy. Thì bạn có cảm giác đèn chúng ta đang phát sáng. Các bạn có thể bật, tắt. Bên này cũng vậy. Chúng ta có thể tiếp tục sử dụng nhiều đối tượng khác ở đây. Hay là thành phần diffuse. Kéo vào. Lấy đối tượng ra nhòe hơn. Chúng ta có thể tăng giảm các cường độ kích cỡ size. Đó. Độ phát sáng nhiều hay ít và rất nhiều đối tượng để chỉnh sửa như phần highlight là phần sáng nhất. Thì trên đây là cách sử dụng phần mềm thứ hai. Tuy nhiên rằng nó sẽ có rất nhiều các đối tượng và công năng khác nhau, vì vậy các bạn có thời gian thì nên tìm hiểu thêm về phần mềm này. Còn bây giờ tôi sẽ bấm reset lại ban đầu.